dạ dày. Mình không lo làm là mình thích đi chơi hơn ạ. Cũng làm nhưng mà làm vừa đủ ăn à, rồi nghỉ chứ làm không có dư. Không biết anh có bị thần kinh đâu mà anh không có nghĩ tới chuyện đó. Với lại mình cũng có một mình, mình biết mình chết hồi nào, ngã hồi nào. Sống cứ ngày nào còn sống hay ngày đó thì chứ tính gì nữa. Có nghĩa là mình được sinh ra, mình tên Ngọc. Rồi sau này mình làm phim cái nhân vật đó như vậy đó. Nhưng mà thằng Ngọc chết rồi, giờ mình sống cho thằng cò thôi. Ai cũng kêu thằng cò, rồi mình cảm thấy cái tính cách của thằng cò, rồi cái hoàn cảnh của thằng cò nó rất là trùng với mình. Sao mà có này vậy? Đó là một cái điều mà tao không biết nhớ ai hết à. Vậy mày không nhớ mẹ mày hả? Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cốc 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 cọc cọc cọc. Sao thấy mình đơn lẻ quá ta. Bình thường cái chỗ cốc 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 cọc 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 là nó phải làm một cái cặp đôi. Con bé Lan này ngộ ghê vậy đó. Giờ này còn chưa xuất hiện nữa. Mình đã hẹn với nó rồi. Ở dưới một cặp Lan. Ây da. Sao bữa nay có vẻ như Lan nó mạnh như ta. Ôi trời. Ủa. Lâu quá không gặp anh. Ủa. Phan Như Thảo. Ủa, anh nhớ là hôm nay là chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà là đi gõ cửa nhà một nhân vật nam mà. Chứ đâu phải gõ cửa nhà Phan Như Thảo. Đúng rồi, đâu có gõ cửa nhà em đâu. Gõ cửa nhà người khác. Đúng rồi, gõ cửa nhà người khác. Một diễn viên nam rất là nổi tiếng một thời. Đúng luôn. Ủa, có nghĩa là hôm nay em đi với anh đó. Trời ơi, chị Lan xuất hiện. Thế em xuất hiện thay chị Lan rồi anh còn hỏi. Trời ơi, ngạnh. Mấy chục năm đâu có làm gì dữ vậy, mười mấy năm thôi. Quý vị biết không, Quốc Thượng với Phan Như Thảo là hai anh em cũng đã đồng hành với nhau trong một bộ phim. Và từ đó giống như là dòng đời xô đẩy, hai anh em không có gặp nhau. Và hôm nay vô tình lại gặp nhau trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà này. Thật ra nói vô tình vậy thôi. Chứ hôm nay thì Phan Như Thảo với Quốc Thượng là sẽ cùng đi với nhau để mà đến nhà một cái nhân vật để gõ cửa và tìm hiểu về câu chuyện nhà của nhân vật nam này. Em có biết người đó là ai không? Anh cứ coi em... như là em không biết gì hết. Anh giải thích cho em từ đầu đến cuối luôn đi. Giờ mình làm gì? Rồi rồi. Ừ. Thôi bây giờ làm gì hả? Ừ. Đi theo anh đi rồi sẽ biết nha. Đi. Chết cái răng rồi. Răng răng. À, chết dính cát. Cái ghê đó. Nè, cẩn thận. Coi chừng dẫm nước. Đó. À, cái chân của em dài, đâu em thử em bước coi. Đó. Không, anh chân tôi ngắn quá. Đâu vậy anh? Đi qua đấy, đi đấy. À, bữa nay mới được nắm tay hoa hậu nha. Hoa hậu tao phải nắm tay kiểu như vậy nè. Đó. Đó mới đúng. Em có đoán ra được là nhân vật này là nhân vật gì không ạ? À? Bạn này nổi tiếng trong một bộ phim rất nổi tiếng. Vì cuộc sống mưu sinh cho nên bạn ấy rất là khó khăn. Bạn ấy đã không theo diễn xuất nữa. Em có đoán ra được chưa? Em Home, thiết kế xây dựng và thi công nội thất. Thật ra thì diễn viên mình cũng có nhiều bạn mà gọi là sao nhỉ, rất là đam mê nghề mà không theo nghề được á. À. Như là không có được. Tức là chưa đoán ra được đúng không? Tức là chưa đoán được không? Rồi, thôi đừng đoán nữa, chúng ta đi đi nào. À, để coi nè. Tới chưa? Tới rồi. Đó gõ đi nghe. Gõ đi. Gõ nữa đi. Wow. Hello. Em nhận ra chưa? Đó. Chắc lẽ là quý vị khán giả cũng đã nhận ra được đây là diễn viên nào rồi phải không nào? Đây chính là diễn viên Phùng Ngọc, quá quen thuộc với một cái nhân vật đó là thằng cò trong phim Đất Phương Nam. Hôm nay anh và Phan Như Thảo đến từ chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. À, trước khi vào nhà, anh xin thay mặt chương trình gửi tặng em cái đồng hồ. À. Cảm ơn anh. Đó. Cảm ơn chương trình nha. Sao thiệp với màu áo quá vậy? Hả? Chắc lựa. Vô nhà chơi anh. Rồi. Vừa thấy anh hai ngày trước.
Mời quý vị vào đây tham quan cái căn phòng của Phùng Ngọc nha. Giờ thì hai anh em Quốc Thuận và Phan Như Thảo đang ngồi ở trong phòng trọ của diễn viên Phùng Ngọc, hay còn gọi là thằng cò. Em là ở đây là được bao lâu rồi? Được 4 tháng mấy à? 4 tháng mấy 5 tháng. Là mới dọn về đây 4 tháng mấy 5 tháng. Hồi trước em ở đâu? Bình Dương. Ủa, ở đây bây giờ cũng là Bình Dương mà. Trước là ở trung tâm. Anh và anh đang làm nghề làm bảo vệ gần đây nè. Làm bảo vệ rồi trước đó. Hồi trước thì lúc mà còn xe thì chạy xe ôm á. Rồi xe anh đâu? Dịch cái đóng tiền trọ rồi này kia, tiền trọ nó đòi á, rồi bán xe mình trả cho người ta, xong rồi mình không có xe, rồi mình đi làm bảo vệ. Em là hồi nhỏ là em biết anh á, là em biết vào cái phim Đất Phương Nam. Xong rồi em nhớ là em cũng đọc báo rồi cũng theo dõi mọi người nhiều lắm, nhưng mà em rất là thắc mắc là sao anh lại bỏ nghề vậy anh? Lúc đó anh đang nổi tiếng, đang rất là thành công luôn, đang thuận lợi mà không? Lúc đó mình không đủ khả năng á. Thứ nhất là về chỗ ở. Cái thứ hai nữa là về kinh tế đồ này kia khó khăn lắm. Với lại lúc đó mình cũng không nghĩ là mình theo nghề nữa. Gia đình của Ngọc như thế nào? Ngọc có anh em, rồi cha mẹ thì sao? Thì mình mồ côi mà, mồ côi từ nhỏ. Sống với ông già, sau cái mình đi theo ông bác á. Ông bác về Sài Gòn sống. Lúc đóng phim là ai đưa đi đóng phim? Ba. Ba đưa đi. Rồi đóng phim xong cái ba nghỉ đưa luôn. Thì ba lớn tuổi rồi, lúc đó mình lớn rồi mình tự đi. Hiện tại thì bây giờ em làm bảo vệ là cái công ty đó là ở gần đây không? Gần đây, ngoài ngay chỗ. Đi bộ qua. Đúng rồi. Mỗi một ngày là đi làm là đi bộ. Thường là làm ban đêm hay là ban ngày? Tuần ngày, tuần đêm. Rồi lương hiện giờ thì nói chung là đủ 6 triệu. Nhưng mà đợt dịch sao mà đến nỗi phải bán chiếc xe vậy? Đợt dịch rồi qua dịch đâu làm được gì đâu. Tiền trọ người ta đâu có bớt đâu, rồi cái thiếu người ta. Nói qua qua dịch là đi làm trả, mà qua dịch cũng đâu làm được. Cái người ta đòi thì mình đi mượn tiền của tiền góp rồi này kia, mình đóng lại, cái mình mắc nợ. Mắc nợ cái nói thôi để đi bán chiếc xe trả. Bán luôn? Bán luôn, tính đi cắt tóc dạo nữa. Đó, cái chữ đó là cắt tóc miễn phí, anh em ở đây thợ hồ với công nhân là cắt miễn phí hết. Là ai cắt? Ai tóc dài tôi kêu là cắt. Cái đó là đi học nghề hồi đó mà. Ủa, chứ đi học nghề đúng không? Đi học nghề. Vậy là có cái nghề cắt tóc nè. Cũng chạy xe nè. Mà bây giờ hiện nay là chạy xe công nghệ đúng không? Đúng không? Công nghệ là phải có điện thoại. Đó. Smartphone. Đó. Nghe nói là anh còn không có điện thoại luôn, không cứu được anh luôn á. Cái điện thoại này mượn của nhỏ cái bên nè. Thấy thương không? Điện thoại. Số điện thoại cũng của nó mới đặt ở trên mạng mua cái điện thoại 750 ngàn, 780 ngàn luôn, tiền ship gì đó. Sao anh có nghề là thợ hớt tóc mà anh không đi làm thợ hớt tóc à? Lúc đó chạy xe ôm làm như sướng hay sao á? Sướng á. Lúc đó công nghệ chưa có đó, chạy xe có tiền, kiếm được nhiều tiền hơn thợ tóc á, mà nó khỏe hơn nữa. Rồi em ở đây một mình. Anh rồi. Sống một mình bao lâu rồi ạ? Đây từ lúc ly dị vợ tới giờ đó. Là hồi nào? Lâu lắm rồi. Anh lấy vợ 2004. Bao nhiêu năm thì ly dị? Chắc cũng 10 năm ạ. 10 năm. Bếp núc này chắc có lẽ là bây giờ mà nấu ăn nữa là hơi lâu. Thôi giờ anh có một cái cách này ha. Để đó một chút xíu nữa đi. Anh sẽ chuẩn bị một cái bữa cơm. Anh nấu hả? Đừng có hỏi. Sẽ có một bữa cơm ngon lành trong cái căn phòng này. Nghe Ngọc nha. Còn giờ tại vì Như Thảo á, rất là muốn có nhiều điều tâm sự với em nha. Để không gian cho hai anh em nói chuyện với nhau nha. Bây giờ anh đi đây. Yeah.
nhà của con cò á nhỏ quá, mà bây giờ á là hai anh em đang tâm sự với nhau, mà bây giờ mình vào bếp mà mình chiên xào nấu nướng thì nó làm phá đi cái không khí tâm sự giữa hai anh em. Cho nên chính vì vậy là Quốc Thuận quyết định rồi, hôm nay không cho ăn cơm. Nguyên cái bữa ăn ngày hôm nay trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà là một tay của Quốc Thuận sắp xếp, một tay Quốc Thuận sắp xếp nha. Thật ra em á thì em cũng không có biết gì, mà em chỉ biết tới khúc mà anh đóng phim Đất Phương Nam xong á, xong rồi em cũng biết tới khúc mà đóng một vài phim nữa, rồi anh sau đó anh làm gì, lấy đi học nghề, đi học nghề hớt tóc, rồi xong lấy vợ, xong rồi ly dị. Anh làm phim xong Đất Phương Nam á là anh về anh sống với người mẹ nuôi của anh là cô Quỳnh Thanh Diệu á. Em biết cô đó, là anh đã sống với mẹ nuôi của anh. Đúng rồi, tới khi mà anh trưởng thành anh mới về quê. Về quê là về đâu ạ? Về Bình Dương. Tại sao không ở Sài Gòn? Lớn rồi mình phải bay nhảy chứ, không lẽ mình ở hoài. Mình bay nhảy là do anh thích bay nhảy hay là đúng do rồi. Cô kêu anh phải tự lập đi? Mình thích bay nhảy thôi. Mình tự chọn cái cuộc sống của mình. Sao anh thấy anh sao á? Thích bay đầu này đi đầu kia vậy á, chứ không thích ở một chỗ. Cái lúc mà anh thích bay nhảy là anh lấy vợ chưa? Là anh về Bình Dương xong anh học nghề cắt tóc. Học nghề cắt tóc xong anh cắt tóc một thời gian, xong rồi anh mua được cái xe. Xong rồi anh chạy xe ôm vừa cắt tóc. Sau này anh thấy chạy xe ôm có tiền quá, thành ra anh mới chạy xe ôm, anh bỏ cái nghề cắt tóc. Nhưng mà trong cái thời gian cắt tóc á là anh có dạy lại, cũng như truyền nghề lại cho hai người đó hiện bây giờ vẫn còn cắt tóc. Có tiệm luôn? Có tiệm. Em cũng thắc mắc luôn á, tại sao anh mọi thứ làm chút anh nghĩ vậy? Rồi lúc anh ly vợ anh có chán vợ anh kiểu vậy không? Không, vợ anh hiền lắm. Yeah. Rồi đó mình cũng không lo làm á, thành ra mình cái cuộc sống trong cái thời gian sống mình cũng áy náy, thành ra mình cũng ngại khi gặp lại á, mà gặp lại cũng buồn chứ. Mình không lo làm là mình thích đi chơi hơn ạ? Cũng làm nhưng mà làm vừa đủ ăn rồi nghỉ chứ làm không có dư. Từ xưa đến giờ cho mình sống như thế, mình không biết, mình không cần quan tâm. Đúng rồi, mình không có nghĩ tới ngày mai mình sao, mình cứ vừa đủ ăn là được à. Không nghĩ tới là mình sẽ có dư rồi mình mua nhà, rồi mình làm chuyện này, chuyện kia, mình thay đổi cuộc sống của mình. Không biết anh có bị thần kinh đâu mà anh không có nghĩ tới chuyện đó. Anh thì anh nghĩ vừa đủ ăn là được rồi. Y như ba anh nói, anh chỉ cần có ăn là được rồi, đừng có mong làm giàu. Giàu giờ nó làm hết rồi. Với lại mình cũng có một mình, mình biết mình hồi nào ngã, hồi nào sống, cứ ngày nào còn sống hay ngày đó thì chứ tính gì nữa. Đồ ăn tới nơi rồi. Em chờ anh mỏi mòn. Đã có đồ ăn rồi, không cần phải vào bếp nấu nướng nha. Một tay anh lo hết đó. Đây nè, đây là món khoái khẩu của em đúng không? Lâu lắm rồi nghe nói bò hả? Hủ tiếu Huế đúng không? Đúng rồi. Ok, hôm nay 3 phần em ăn hết luôn đi. Đấy, ngon. Chuẩn bị nhập tiệc nha. Sao đây là một tay làm hết luôn hả anh? Một tay anh đi mua, một tay anh lên ga, một tay anh trả tiền luôn. Đó. Thôi bây giờ bún bò Huế mà để nguội quá nó không có ngon. Em chủ nhà mà, không lẽ anh mời? Ăn đi anh. Mời. Ăn đi Thảo. Dạ. Ăn đi Thận. Thôi nó thôi. Nghĩ xin luôn. Ăn đi anh Thận. Ăn đi anh Thảo. Tô của em có giò ta mà hai tô đó không có. Em ăn. Em là đặc biệt. Thì dạ, thôi. Trời Phật ơi, đông em giảm cân giò. Em mới xuống 20kg. Dạ, làm gì ngại quá. Ngon quá. Ăn đi. Ngọc ăn cho đã nghe chưa? Lâu lắm mà không có ăn bò. Nhớ bình thường ăn gì? Mì gói với lại cơm. Có người bạn chiều người ta đi làm công nhân về á, đồ ăn trong công ty á, xin đem về đây chia nhau ăn. Trời ơi thương quá em. Cái giai đoạn Covid đó em sống sao? Đó thì lãnh được 1.8 triệu chứ lại 500. Anh được lãnh nhưng mà tiền trọ người ta không bớt. Cho nên là mới dẫn đến cái việc là phải bán xe. Thì thiếu tiền trọ đâu đi làm đâu đi ra ngoài làm được đâu mà ấy. Vậy nếu như có một cái điều kiện hay có một cái cơ hội gì đó để giúp cho em thay đổi cuộc sống thì em có trân trọng cái điều đó và em có một cái chí hướng và em có một cái kế hoạch? Đúng rồi, mình phải có kế hoạch chứ anh. Kế hoạch em là gì? Có cái xe đi là tính tiếp. Tính cái gì?
mua bán gì? Mua bán đồ dọc đường nè, mình chắc lên xe mình chạy vòng vòng đi bán kiếm tiền chứ không có chạy xe ôm nữa. Xe ôm giờ thua rồi, công nghệ nó ra nhiều quá rồi. Cụ thể mua bán là cái gì? Tỏi nè, hành tỏi nè. Hay quá đó, hành tỏi ngoài cửa. Hành tỏi ở gì nữa không? Ở Bình Dương thì có cái lò đó, nó làm bánh tét bánh nấu á. Thấy cái đó công nhân nó cũng dễ ăn. Bắt buộc mình phải làm mình sống chứ. Nhưng mà mình phải làm nhiều hơn để mình dư ra chứ nhỉ? Đúng rồi, vừa đủ ăn được rồi chứ dư làm chi. Rồi bây giờ anh hỏi thiệt nha, rồi làm lương vậy 6 triệu rồi chia trả tất cả mọi thứ chưa tính mất đồ. Mất đồ đền công nhân nó lòn đồ chưa? Công nhân nó lòn đồ ra đền hoài gì nguyên tổ hùng lại đền. Trời ơi, bị hoài luôn vậy hả? Đền chiếc xe, mất xe máy luôn hả? Mất xe Honda. Mất xe Honda là cả một cái nhóm bảo vệ hùng tiền lại. Hùng đền lại đền trong cái ca đó. Cái lần đó em hùng nhiêu? Hùng mất 2 triệu. Trời đất ơi, 2 triệu 2. Thật sự là đền như luôn á hả? Phải chia ra chứ. Đúng rồi em. Anh bước vô phòng của em á, anh thấy có một tấm hình người phụ nữ. Ở đây cũng có tấm hình người phụ nữ nữa. Thì đây là... Đây là mẹ. Đi đâu cũng đem theo hết á. Còn cái hình kia? Cái hình này là bạn giúp cho mình không lúc khó khăn á. Thí dụ như mình không có tiền mua thuốc hoặc là mình cần tiền để làm gì đó. Bạn ở cái bên đây à? Ừ. Cho mượn điện thoại nè. Bạn bên này? Ừ. Tốt quá. Hai đứa có gì không? Không. Tình làng nghĩa sớm thôi chứ. Có cái suy nghĩ gì nó xa hơn không? Không quá. Mình lo hơn mình chưa xong nữa lo ai. Mẹ là mất bao nhiêu năm rồi không? Chà lâu à, lúc đó còn nhỏ xíu. Lúc đó mới có 8-9 tuổi gì. Ba có bao giờ gợi ý là về ở với ba không? Không. Từ nhỏ tới lớn sống một mình nha. Bay nhảy một mình nha. Có bao giờ giận ba không? Không. Là gì giận? Lớn rồi giận gì? Ba có bao giờ mà đến những cái căn phòng trọ để mà coi cuộc sống của em như thế nào? Có chứ. Ba tới thì ba chia sẻ. Mua gạo. Mua gạo. Mua gạo cho. Ngọc thì là mấy anh em? Mình à. Ba thì bây giờ ở đó với ai? Ở với người dì sao. Mà người dì sao cũng hiền lắm. Bao lâu rồi em không có một cái bữa ăn chung với gia đình mà ở đây đó là với ba em? Cũng lâu lắm à. Sống mình ăn mình chứ có gia đình quen ai đâu. Không bao giờ ngồi ăn chung với ba. Trong mùa dịch thì hai cha con đi ăn chung. Em có thích những cái bữa ăn mà có ba để mà cùng ngồi với mình không? Thích chứ. Mình nhiều khi mình cũng cảm thấy mình sao mà mùi đời quá. Mình như là lạc lõng á. Thảo, em có nghe câu là thân cò lặn lội bờ ao. Phùng Ngọc lại được khán giả biết đến với một cái vai là tên cò. Ý anh nói là thì cái em con cò nó là... khổ hả? Hình gì dính vô con cò đâu. Cái tên cò đó nó vận vào với cái cuộc đời. Ồ, nó thấm. Có bao giờ em suy nghĩ về điều đó? Dạ. Yeah. Có chứ. Em tên Ngọc mà coi như thằng Ngọc không có. Sống trong cái phim luôn à. Có nghĩa là mình được sinh ra mình tên Ngọc. Rồi sau này mình làm phim cái nhân vật đó như vậy đó. Nhưng mà thằng Ngọc chết rồi. Giờ mình sống cho thằng cò thôi. Ai cũng kêu thằng cò rồi mình cảm thấy cái tính cách của thằng cò rồi cái hoàn cảnh của thằng cò nó rất là trùng với mình. Cái nhân vật đó làm sao nó gắn liền cái duyên của mình hay là mình là nó. Mình sanh ra để mình với nó là một đó. Trời ơi, anh nghe em nói câu mà anh tự nhiên anh bị nhói trong lòng. Như mình tên Ngọc mà thằng Ngọc nó đã chết rồi. Cái chữ cò nó cứ theo mãi. Ai cũng kêu cò nè. Anh được biết là em có một người mẹ nuôi. Đúng rồi. Mẹ là cô Quỳnh Thanh Diệu. Đúng rồi. Rồi cái cơ duyên nào mà em gặp cô Diệu? Xong cái phim Đất Phương Nam là đi làm cái phim Đôi Bạn không có nhà ở. Với lại cô thấy là mình mồ côi nữa. Thành ra cô thương, cô đến nói với chú Vinh Sơn là sao tìm cách liên lạc với mình. Nói thôi xuống đây đi, cô cho đi học. Nói chung là nuôi như con trong nhà. Cô cho anh đi học luôn rồi. Vừa đi học vừa đi làm. Học bổ túc giáo dục thường xuyên đó. Có nghĩa là lên thành phố rồi cô lo cho đi học. Lúc đó anh bao nhiêu đúng tuổi? Không? 15, 16 tuổi vậy á. Anh ở với cô bao nhiêu năm? Tới năm 2 mấy tuổi mới về quê. Rồi lúc đó em về Bình Dương là bắt đầu em tiếp tục chạy xe ôm. Đúng rồi. Lúc thời điểm ở với cô thì khỏe. Nhưng mà khi mà ra riêng một mình rồi đó. Ở trọ đó. Ở trọ đất Sài Gòn á. Hồi đó ở ngay chỗ trường đua ngựa đó. Em tách ra riêng là bởi vì em có gia đình đúng không? Đang ở không, tốt mà đúng. Lúc đó lớn rồi bác thích bay nhảy một mình á. Anh tự rồi đi hả? Hôm nay thì anh có một món quà nữa.
để mà tặng cho Phùng Ngọc. Đây là món quà tinh thần thôi nha. Và món quà đó từ ai? Đúng là quá lâu rồi không gặp con. Đó cũng là một cái chuyện mà cô cảm thấy thực sự là không phải. Vì ban đầu với cái ý nghĩ là con về quê là có ba, rồi tưởng là con có vợ. Cho nên từ lúc mất số điện thoại với nhau thì cô vẫn đinh ninh như vậy mà không tìm con. Đó là một cái điều mà cô bây giờ cô cảm thấy thực sự không phải. Tình cảm của cô với con không thể như vậy. Không thể đơn giản là mất một số điện thoại là mất luôn một liên lạc. Con nhớ không? Cái lúc mà cô gặp con là chỉ vì là cô xem phim mà cô thích cò thôi. Cái thứ hai nữa là sau đó thì nghe chú Vinh Sơn nói về tất cả những cái chuyện về con. Thì cô nói với chú Sơn là rủ con về nhà ở. Con cũng biết chắc chắn là cô không phải là một cái người có lòng tốt hay lòng nhà từ thiện gì hết. Cô đem con về ở như bất cứ một cái người nào khác mà đang không có chỗ ở mà không tính được trường học. Con về nhà cô bắt đầu rất là đơn giản như vậy. Chắc chắn là con còn nhớ đúng không? Chính vì vậy cho nên là tự nhiên cái quan hệ đó trở thành một cái quan hệ gia đình rất là tự nhiên. Và cách con thương em Nguyên, thương cô cũng như là cô thương con đã trở thành một đứa con khác của cô. Cô nhớ là cái mùng một Tết năm 2000 hay gì đó, con mang mua một bộ đồ mới cho cô và sách chuyện danh cho em. Con máng ở cửa nhà vì con gọi không được, thì con đi thì cô không gặp lại. Ban đầu thì cứ nghĩ là thôi bớt bận rồi mình sẽ gặp, chứ không nghĩ có một cái thời gian quá dài đến mức mà chính bản thân cô bây giờ nhìn lại cô cũng thấy rất là có lỗi. Con có nhiều cái công việc rất là giỏi, cô cũng đinh ninh là con sẽ sống tốt, mà đặc biệt là khi con làm cái tiệm hớt tóc, nếu mà có điều kiện tạo cho con thì con có thể làm một cái tiệm lớn đàng hoàng, có thể hẳn hoi như một cái ông chủ. Cô hơi bị chủ quan là cái khả năng tự lực của con như vậy, cho nên là nhiều khi cứ công việc trôi qua rồi những cái hoàn cảnh của cô thế này thế nọ rồi mãi đến bây giờ mới gặp lại. Và thực sự khi bây giờ gặp lại thì cô muốn là cô với con phải nói với nhau một chuyện từ bây giờ trở đi. Cô mong muốn là tất cả những cái gì của con thì cô muốn được biết, và nếu có điều kiện thì trong những cái đó mình sẽ tính với nhau là mình sẽ làm cái gì, mình sẽ sống như thế nào. Thực sự cô muốn làm cái chuyện đó rất là nghiêm túc, và cô muốn hai cô cháu cũng nghiêm túc để đúng cái tình cảm mà mình đã dành cho nhau. Tao không biết nhớ ai hết à? Vậy mẹ không nhớ mẹ mày hả? Sao mà có này vậy? Đó là một cái điều mà đã khóc rất là nhiều rồi, và lâu rồi chắc Ngọc không có vỡ òa như thế này. Đúng rồi. Thì tại sao lại kèm? Anh mừng á. Anh mừng vì anh thấy được cái cảm xúc của em nó vỡ òa như vậy. Và đây chính là một cái điều mà, một cái món quà bất ngờ mà từ chương trình muốn dành tặng cho em. Anh nghĩ nó quý giá, nó vô cùng quý giá. Anh nghe những cái chia sẻ của cô, mà nhất là cái câu mà từ rày về sau nếu mà có những gì thì con cứ chia sẻ, và mình sẽ có những cái điều gì đó rất là mong là sẽ được làm cùng nhau. Đúng rồi. Tức là cô luôn dõi theo về cái hành trình cuộc sống vất vả của Ngọc. Ngọc cảm nhận như thế nào khi nghe những cái lời tâm sự của mẹ nuôi mình?
và có muốn điều gì đó, có một cái điều gì đó muốn nói với mẹ hay không? Con không biết nói sao nữa cô ơi. Hồi nào giờ con với cô, khi mà cô gặp con hoặc là con gặp cô ở bất cứ nơi nào, con cũng kìm nén ở trong lòng của con hết á. Nhưng mà thật sự là con chỉ nói với cô câu cuối cùng là trong lòng của con lúc nào cũng có cô với bà con, với một người vợ của con. Ba người này là con không bao giờ quên. Còn hiện bây giờ con cũng đang bế tắc lắm con. Con thật sự là cái xe mà cũng không có đi nữa. Đầu óc con nó không quẩn quá, con không biết dùng cái từ nào để mà nói lên cái tình cảm của con với cô, đối với cô. Nhưng mà sau khi con nghe những lời cô nói, trong lòng con lại gợi lại những năm tháng mà của tôi con. Cho tới bây giờ con cũng chưa có gì báo đáp cho cô. 40 mấy tuổi rồi mà chưa có cái gì trong tay á. Con cũng biết là cái số phận của con vậy, hay là cái bản tính của con làm ra cho con vậy nữa. Con hy vọng là để con có xe đi rồi con sẽ về thăm cô. Cô chờ con nha. Ngọc vừa nói là đã gợi lại cho Ngọc rất là nhiều những cái năm tháng. Và anh thấy được ở trong Ngọc, nó có gợi lại cho Ngọc giống như là nó sốc dậy một cái tinh thần của Phù Ngọc. Chứ không phải là một cái Phù Ngọc mà cách đây trước khi con video clip. Cảm ơn chương trình mang một cái cơ hội làm y như một cái động lực cho mình đứng dậy. Chứ nói thật sự trong lòng của mình gục ngã. Dưới là mình bế tắc vậy lắm, không có muốn vươn lên. Nói thật sự trong lòng là mình không muốn đứng dậy đâu. Nhưng mà hôm nay chương trình này đem lại một cái niềm vui, đó là mẹ nuôi của mình. Mình rất là thương nhớ, biết bao nhiêu lâu rồi, 20 mấy năm rồi. Và hôm nay là mình nghe lời tâm sự của mẹ, mình rất là vui. Trong những cái ngày tháng mà mình bế tắc, mình đi làm mỗi giờ, mình nghĩ trời, không có ai dìu mình được. Không có ai kế bên mình để dìu mình được, để chương trình đem lại mình một cái động lực để mình sống lại. Mình phải vươn lên chứ mình không có thể mà nào mà mình suy nghĩ như vậy được. Đúng vậy. Anh cũng cảm ơn Thảo nha em. Thì anh mong rằng là cái cảm xúc này sau chương trình Ngọc hãy nuôi nó, để mà giúp cho Ngọc có thể vực dậy, Ngọc có thể đứng lên. Anh chia sẻ với Ngọc cái điều là khi chúng ta không có một cái công việc ổn định, một cái đồng tiền mà hôm nay có, ngày mai không có, khiến cho con người ta bất đắc chí dữ lắm và không có một cái định hướng gì cả. Và hồi nãy Ngọc đã thừa nhận là em bị bế tắc trong cuộc sống. Chỉ cần em đừng gục ngã, em đừng đầu hàng với số phận, sẽ còn có những cái điều tốt đẹp nó sẽ đến với Ngọc sau chương trình này. Đây là một cái món quà từ chương trình. Trời thấy thương quá. Hồi nãy ông đưa cho tôi cái điện thoại mà ở đó là không phải là của ổng nữa mà là của cô bạn. Của hàng xóm. Nó nghe nè, cô bạn ơi, Ngọc nó chắc nó không có nói được đâu, thấy không? Thôi tôi thay mặt cho Phù Ngọc cảm ơn cô bạn rất là nhiều. Đây chính là chiếc điện thoại, món quà từ chương trình để tặng cho Ngọc. Cảm ơn chương trình nha. Em bồi thường chiếc xe Hùng, chiếc xe là 2,5 triệu đúng không? Rồi anh sẽ tặng cho em cái số tiền mà em đã bồi thường cái chiếc xe cho người ta nha. Em tặng nửa chiếc xe. Hả? Chiếc xe máy nhiêu tiền? Hả? Anh nhận xe của em phải trách nhiệm với quà của em đó. Thì anh nói anh cần cái xe đúng không? Đúng rồi, anh nhờ anh cần cái xe để làm con trẻ đi tới đi lui, làm cái này làm cái kia đó em. Gì? Có chiếc xe rồi nè, có cái đâu, có điện thoại rồi nè. Thì cái việc đầu tiên anh nghĩ chắc chắn Ngọc sẽ gọi cho ba hoặc là Ngọc gọi cho mẹ. Và thậm chí là leo lên chiếc xe. Cái chuyến đi đầu tiên trên chiếc xe mới này chắc chắn sẽ là
về với mẹ. Thì anh cũng chúc cho Ngọc trong cuộc sống sẽ gặp được nhiều điều may mắn, sẽ có nhiều niềm vui và quan trọng là sức khỏe của em. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà cũng đã hết rồi. Qua những cái lời tự sự vừa rồi của Phụng Ngọc thì ít nhiều gì chúng ta cũng nhìn thấy được cuộc sống của Phụng Ngọc. Tôi sẽ không gọi Phụng Ngọc là thằng cò nữa đâu ha. Thằng cò nó đã bay đi đâu mất tiêu rồi. Và bây giờ đó chính là sau chương trình này là chỉ có một Phụng Ngọc mạnh mẽ, có ý chí, có nghị lực. Còn bây giờ thì Quốc Thuận, Phan Như Thảo xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Cái Thảo tặng cho chiếc xe nó mừng quá, ngủ không được, về nằm thao thức ngủ không được luôn.